Dạ em xin chào anh chị đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay chính chủ có gửi bên em một cái miếng đất rất là đẹp, đang trồng dừa nha anh chị. Mặt tiền đường nhựa quyền lộ 38B luôn. Một chiếc cực kỳ đẹp anh chị ha. Ở đây thì dân cư thì đông đúc anh chị ha. Đường nhựa này đang tráng là mới mở rộng ra, nhà nước đang làm. Mở rộng ra tầm đây khoảng là 7 mét anh chị ha, đến 8 mét. Đây, một con đường rất là rộng rãi, thông thoáng luôn. Lúc trước là đường nhỏ mới nới ra, nhà nước đang làm. Hiện tại thì chuẩn bị đổ nhựa lại chị ha. Có đèn đường, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Hiện tại đất mình đã có sổ sẵn rồi, công chứng trong ngày luôn. Rất là tiện nha anh chị ha. Hiện tại là có hai sổ anh chị nha. Lên tổng tích đất vườn dừa của mình là 1.400 mét vuông, đủ cho anh chị mình để xây cái nhà nghỉ dưỡng, có vườn cây trái chị ha. Dừa thì chủ cũng mới trồng thôi chị, được gần 1,5 năm thôi chị ha, chưa có trái chị nha. Lúc trước là dừa lớn tầm 30 năm, nhưng mà cao quá chủ đã đốn hết rồi, mới trồng lại được có 5,5 thôi. Đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha anh chị, còn nếu mình lên thổ cư thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình lên thổ cư nha. Thổ cư đường này thì lên khoảng là có 500 mấy hả chị ha. Đó thì mình có lên thì em sẽ hỗ trợ cho mình lên thổ cư anh chị ha. Cái hướng đất mình đây là hướng bắc nha anh chị. Địa chỉ cái miếng đất rừng dừa của mình đó là ở ấp Keo, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha. Mình đi thẳng đường này đó là về đường tránh lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, về Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Rồi ở đây có một chợ, khi mà chợ cầu Chợ Bưng đó, đi đường này khoảng là 3 cây số rồi tới chợ cầu Chợ Bưng nha. Rồi hướng này hướng về Tân Phước nè, về Long Định, rồi về về ấp 5 Tâm Hiệp rồi anh chị ha, là đi hướng này nha chị nha. Đó, nếu mà đi thành phố Hồ Chí Minh về mà đi hướng này, hết đường cao tốc ra đường tránh quẹo đây gần hơn, rồi đi quốc lộ A chị nha. Rồi để em quay một vòng mình xem nha. Đây, nhà cửa rất là sung túc luôn. Tại vì mặt tiền đường quyền lộ 38B luôn. Còn hướng ngược lại đường nhựa này thì mình đi thẳng khoảng là 300 mét, sẽ đụng tới đường quyền lộ 33, về trái thêm khoảng là 2 cây 2 số nữa là đụng tới quốc lộ A. Ở đó có chợ Dòng Dứa, trường học, ủy ban trạm y tế luôn, là tầm khoảng 2 cây 5 số anh chị ha. Từ cái thành phố Mỹ Tho lên tới vị trí đất vườn của mình cần mua là 8 cây số thôi, rất là gần anh chị. Còn đây về thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây là 59 km anh chị ha. Trước cái đất vườn vừa mình là có một cái view kinh rất là mát, rất là thoáng anh chị ha. Rồi em xin mời anh chị ha, em sẽ đi lại cái miếng đất em chỉ ranh giới cho cô chú anh chị mình nắm rõ nha. Nên gia đình mình có xe ô tô, xe tải thì muốn về xây một căn nhà nghỉ dưỡng hay là cái căn nhà gói thái để ở, thì đường này thì mình buôn bán được nha, và mình ở luôn phía sau có vườn cây trái là ngon lành anh chị ha. Đây, ranh giới là từ vị trí ở bên tay phải anh chị ha. Đây là chiều sâu bên tay phải anh chị. Có cổng anh chị không, bắt cây cầu 3 mét sẵn rồi, nên gia đình mình xây nhà nghỉ dưỡng đây thì qua một cái kinh, nhưng mà chủ đã bắt cây cầu kiên cố chắc chắn sẵn cho mình rồi, mình về đây mình cất nhà lên mình ở thôi chị nha. Không là có tốn tiền làm cầu của chị ha. Và xung quanh thì đã có bên trái bên phải đều có lưới B10 rồi, còn phía sau xây bức tường là 3 mét sẵn luôn chị ha, nên không có tốn tiền đó, tốn tiền bơm cát và xây nhà thôi chị ha. Qua bên tay trái mình là 12 mét anh chị, mặt tiền thì vừa phải thôi, không có lớn anh chị ha. Chiều dài nó khoảng 117 mét nha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô đất mình thông quan từng chi tiết nha anh chị. Rồi em xin mời chị nha. Một cái kinh rất là mát, rất là thoáng luôn chị. Diện tích thì em thấy cũng vừa phải chị ha, không có lớn và cũng không có nhỏ. Đủ những các cái căn biệt thự,
nhà gỗ Thái, đây là căn nhà cấp 4 để mình về đây mình ở và buôn bán anh chị ha. Đây cây cầu rất là rộng chị thấy không. Giá thì chủ ký gửi giá bán là 1 tỷ 600 triệu, còn thương lượng chính chủ nha chị, anh mình có yên tâm về giá cả nha chủ, còn bớt nhưng theo cái giá này thì cũng rất hợp lý, không có cao chị, tại vì 1.400 m² lận, có 1 tỷ 6 thôi mà nằm ở đường nhựa quen kinh, mát mẻ, thông thoáng nha, và có hàng rào xung quanh, phía sau có xe bức tường rồi. Cái kinh này cũng rộng rãi thông thoáng chị ha, em thấy tầm khoảng là cũng khoảng là 10 mấy mét đó chị. Cái kinh này nè, ở đây cá rất là nhiều, chiều chiều ra đây câu cá giải trí rất là tuyệt vời nha chị ha. Đó, rất là mát mẻ luôn. Rồi để em chỉ cái ranh giới ha, qua cây cầu chỉ rõ có hàng rào sẵn hết cho mình nè. Đây chị thấy không, đây là chiều sâu đó, hàng rào này chị 1m2 thẳng ra phía sau, chiều sâu bên ta phải, nếu tính từ cái đường nhựa anh chị ha, là vô hết đất mình là khoảng 100 mấy mét nha anh chị, lộ giới cái đường nhựa và kinh này đã là 5m nha anh chị ha. À, không sổ mình có để luôn nên em nói rất là kỹ cho cô chú chị nắm rõ ha. Hiện tại thì trồng dừa và xả nè chị thấy không, xả rất là nhiều luôn. Ở mé kinh đó chủ cũng làm đây là lưới B10 xung quanh hết nè chị không, có trồng một số mít và tắc nè chị, nhưng mà mới trồng không à, nên cây còn nhỏ chưa có lớn nè chị ha. Đây, tại vì chủ trồng xả để buôn bán á, nên trồng rất là nhiều chị thấy không. Đi vô một đoạn mình xem chị ha, xả rất là nhiều, tại vì dừa với xả chỉ có vài cây tắc và cây mít á thì mới trồng thôi chị. Dừa cũng nhỏ xíu à, bằng cây xả luôn chị thấy không. Vườn mình nó thì không màu mã, không có dướng dây điện câu thế gì hết anh chị. Xung quanh em thấy hình như không có chị ha. Quay cao mình xem là không có luôn. Bên tay phải mình có cái nhà vườn anh chị ha. Đây, có nhà vườn. Còn bên trái mình là một bên đám rau trồng cải anh chị ha. Anh chị thấy không, xa xa đó là thuốc mà sao đó là một cái bức tường anh chị. Đó, cao 3m đó, đó là ranh giới cuối cùng của cái miếng đất của mình anh chị nha. Đây, để quay cái không gian rộng mình xem nha. Cái đất mình nhìn rất là dễ biết, cây cối thì nó nhỏ anh chị ha, rất là dễ nhìn. Đây anh chị, đây là không gian rộng cái miếng đất của mình anh chị ha. Mình đỡ tốn tiền như là mình về làm gao, xây bức tường phía sau ha. Mà dành cho những cô chú chị nào mà thích về mình có một cái miếng đất mà để xây nhà, để mà có cái kinh lên trước phù hợp cho những nhu cầu của khách hàng đó ha. Mà ở đây mà đường nhựa đó rất là dễ đi đó, thì ra quốc lộ A chợ dứa đó có 2 cây rưỡi số rất là gần chị. Còn hướng ngược lại thì về chợ Chợ Bưng, thì về lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, về thành phố Hồ Chí Minh đó, đường xá rất là dễ đi chị ha. Dân cư thì cũng đông đúc nữa, thì thấy rất là rõ, đây em quay một vòng cho mình xem hàng sớm rồi đó. Rồi em khỏi ra cái ranh cuối cùng chị ha. Đó, phía cuối cùng là cái bức tường cao 3m đó. Ranh giới của mình rất là dễ biết nha chị ha. Tại vì xung quanh là xả không, với một số cây dừa, cây mít đó thì mới trồng đó. Nên em ra đi đứng đây thật rồi, để quay cho mình xem một vòng cho dễ ha. Chứ em đi ra tuốt ngoài thì cỏ rồi xả đó, nhiều quá đi nó chậm ra ngoài thì mất thời gian của chú và anh chị ha. Đây. Rồi đến em tạm dừng video ha. Quý hàng cô chú nào quan tâm cái miếng đất vườn nằm ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này, thì liên hệ với em số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá chính chủ ký gửi một lần nữa nha, là 1 tỷ 600 triệu nha. Với miếng đất mình nằm ở mặt tiền đường nhựa, quyền lộ 38B, quen kinh, đã bắt cây cầu 3m sẵn rồi, có cổng hết rồi anh chị ha.
Cái này là chủ cũng ở cũng gần đây khoảng tầm khoảng mười mấy cây số thôi anh chị ha. Nếu mà có quan tâm á, thì em sẽ gửi định vị trước rồi sổ cho mình xem rồi mình thương lượng cái giá rồi mình gửi gặp chủ chị nha. Giá này còn thương lượng chính chủ nữa chị ha. Quý hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký dùng hình để tương tác của em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.